Nửa đầu năm nay thì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và thương mại ngành thủy sản, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu thủy sản. Hôm qua tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thủy sản cho biết là giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2,8%, phấn đấu cả năm kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cho biết, trị giá xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,56 tỷ đô la Mỹ, bằng 91,4% cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng ước đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 99% so với chỉ tiêu. Tổng cục Thủy sản phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2020 được giao, gồm tổng sản lượng thủy sản trên 8,56 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác là 3,9 triệu tấn và sản lượng nuôi trồng là 4,66 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục Thủy sản nhận định, 6 tháng cuối năm, nguồn lợi hải sản suy giảm cả về số lượng, chất lượng. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực. Sau dịch COVID-19, thị trường nông sản tại Đồng Tháp đã khởi sắc trở lại. Nhiều mặt hàng rau củ giá bán tăng rất cao. Tại các xã Cù Lao của huyện Hồng Ngự, giá bán hành lá lên kỷ lục là 45.000 đồng 1 kg tại vườn và 60.000 đồng 1 kg tại chợ. Nông dân trồng hành huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp cho biết giá hành lá bán tại ruộng hiện đang là 45.000 đồng 1 kg loại 1, tăng từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg so với 2 tháng trước. Trong khi đó, giá bán tại các chợ lên hơn 60.000 đồng 1 kg và dự báo còn tăng trong vài ngày tới do khan hàng. Nguyên nhân là do thời gian trước, giá hành lá xuống quá thấp nên người dân giảm bớt diện tích sản xuất, chuyển sang canh tác hẹ, bầu bí và khổ qua. Bên cạnh đó, việc trồng liên tục không luân canh cũng khiến năng suất hành giảm mạnh, trong khi nhu cầu tăng cao đã khiến cung không đủ cầu. Theo đại diện Hợp tác xã Rau An Toàn Long Thuận, hiện một công hành lá thu hoạch cho năng suất khoảng 1,2 tấn, trong khi các vụ trước năng suất luôn gấp đôi, 2,4 tấn mỗi công ruộng. Theo tính toán, trừ chi phí đầu tư, một công hành khoảng 20 triệu đồng, nông dân còn lãi trên 15 triệu đồng một công hành 1.000 mét vuông. Toàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 50 hectare trồng hành, tập trung chủ yếu tại xã Long Thuận. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg. Ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng 1 kg lên 91.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại giá lợn hơi vẫn còn rất cao, như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội và Tuyên Quang. Giá là 92.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại giá 90.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên tăng giảm trái chiều. Thanh Hóa giảm nhẹ 2.000 đồng, về ngang giá tại Nghệ An, Lâm Đồng là 87.000 đồng 1 kg, trong khi Đắk Lắk và Quảng Trị tăng từ 1 đến 2.000 đồng lên 82 đến 84.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại trong khu vực phổ biến từ 85 đến 86.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi khu vực phía Nam hôm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg tại một số địa phương. Khu vực miền Tây Nam Bộ có mức giá phổ biến trong khoảng từ 86 đến 88.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ dao động trong khoảng từ 85 đến 87.000 đồng 1 kg. Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản thì nhiều nước châu Á khác trong đó có Indonesia và Bangladesh cũng đang phải đối phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày qua. Nhà chức trách Indonesia hôm nay cho biết sau khi lũ quét xảy ra tại tỉnh Nam Sulawesi, lũ quét bắt đầu xuất hiện vào tối thứ hai tuần này sau khi mưa lớn khiến 3 con sông bị tràn bờ. Lũ quét đã ảnh hưởng tới hơn 4.000 người dân tại 6 vùng của huyện Bắc Lugu thuộc tỉnh Nam Sulawesi. Mưa lớn thường gây ra lũ quét tại Indonesia, nơi có hàng triệu người sống tại các vùng núi và bãi bồi. Bangladesh cũng đang phải trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng một thập kỷ qua. 1/3 đất nước này hiện đang ngập trong nước lũ. Ít nhất 1,5 triệu người bị ảnh hưởng khi các con sông có nguy cơ vỡ bờ. Tại Bangladesh, cũng như nhiều quốc gia Nam Á, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
gây ra lũ lụt. Năm nay hiện đã có khoảng 4 triệu người trong khu vực này đang phải chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ngày 7 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường. Sau 2 năm thực hiện, ngành mía đường vẫn đang loay hoay nhiều lúng túng. Trong bối cảnh hàng loạt các hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 28 về phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị 28 nêu rõ rằng trong thời gian tới thì ngành mía đường cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế một cách bình đẳng với tinh thần độc lập tự cường, chấp nhận chuyển đổi một số vùng sản xuất mía không hiệu quả và cơ cấu lại các nhà máy đường thua lỗ, yếu kém theo quy luật kinh tế thị trường, hình thành vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy sản xuất đường đảm bảo hoạt động hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các doanh nghiệp mía đường tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho công tác nghiên cứu giống mía mới, đẩy mạnh cơ giới hóa, thủy lợi hóa những vùng mía tập trung, nghiên cứu, sản xuất, chế biến để đa dạng hóa các sản phẩm từ cây mía và từ phế phụ phẩm trong sản xuất đường. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn hỗ trợ nông dân trồng mía chuyển đổi sang cây trồng khác tại những vùng trồng mía không đạt hiệu quả, ưu tiên nguồn vốn của địa phương để hỗ trợ phát triển cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thiện tổ chức sản xuất mía và chuỗi sản xuất đường. Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các doanh nghiệp mía đường chủ động xây dựng đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp mía đường theo hướng đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và tập trung đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, chỉ thị số 28 của Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chủ động theo dõi, kịp thời đề xuất việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế. Hai bộ, Công Thương và Bộ Tài chính, tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, tiếp tay buôn lậu mặt hàng đường và chất tạo ngọt, giao Ban chỉ đạo 389 quốc gia xử lý nghiêm cán bộ liên quan đến bảo kê nhập khẩu đường trái phép. Thưa quý vị, thống kê từ ngành nông nghiệp Khánh Hòa, do tác động từ hạn hán, mực nước tại 31 hồ chứa thủy lợi trong tỉnh này chỉ đạt xấp xỉ là 27%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái đến 40%. Hơn 14.000 ha cây trồng đã phải bỏ vụ hè thu vì thiếu nước. Và vào chiều qua, thì đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tại huyện Cam Lâm nhằm nghiên cứu xây dựng phương án chống hạn lâu dài, đầu tư hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã khảo sát tại một số hộ trồng xoài ở xã Cam Hiệp Bắc và khu vực Hồ Cam Ranh, huyện Cam Lâm nhằm nắm bắt tình hình khô hạn, thiếu nước tại địa phương, cũng như tác động của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp. Qua khảo sát, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng hạn hán vẫn là nút thắt khó gỡ. Do đó, qua chuyến khảo sát, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổng hợp, tham mưu Bộ trưởng phương án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi cấp bách, phục vụ công tác chống hạn lâu dài, đồng thời sẽ định hướng xây dựng quy hoạch liên hồ chứa giữa các địa phương trong tỉnh hoặc giữa Khánh Hòa với các tỉnh trong khu vực nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị Khánh Hòa cần nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn hán đến ngành nông nghiệp. Theo dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, đến năm 2035, Khánh Hòa có thể thiếu đến 806 triệu mét khối nước trong mùa khô. Thưa quý vị, thêm một cách thưởng trà độc đáo của người xưa vừa được khôi phục gần đây. Tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, những búp chè san tuyết cổ thụ đặc sản của xứ này đã được chế biến theo một cách rất đặc biệt. Đó là đưa vào ống lam treo gác bếp trước khi thưởng thức. Và chè ống lam có vị chát nhẹ và ngọt hậu vị. Từ ngày làm loại chè này thì ông Lý Văn Thăn thu được 1,5 tới 2 triệu đồng mỗi ngày. Đây là sản phẩm chè cổ thụ được đóng trong ống lam, khá cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. Để có sản phẩm chè độc đáo này, người dân phải trèo lên những cây chè lớn, hái trong thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút mỗi sáng. Bởi vì thời điểm đấy thì nó có một chút nắng thì chè nó mới khô lá, thì hái chè nó mới đẹp. Đây là thường gọi là một tôm hai lá, hay còn cái này là một tôm một lá chuẩn. Ông Thăn cho biết nứa phải loại bánh tè, cây non không được mà già quá cũng không được. Sau đó chè sẽ được vò bằng tay và xào khô,
trước khi đóng vào ống lam, nén cho chè chặt đều trong ống, rồi hơ trên lửa cho bên trong ống nứa bốc hơi, lá chè mới mềm và đóng được chặt. Các ống chè lam tiếp tục được hong khói trên gác bếp ít nhất là một tháng. Chè ống lam hương thơm, vị chát nhẹ, vị đắng êm, không gắt như chè thường, uống xong vị ngọt bền. Hiện tại bản thân tôi đóng chè lam là một ngày thì đóng được 10 đến 15 ống. Giá bán thị trường hiện tại là 150.000 một ống. Trung bình thu nhập mỗi ngày là 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Chè ống lam là sản phẩm truyền thống của người dân tộc Dao ở Hà Giang. Loại chè này mới được khôi phục lại thời gian gần đây. Thưa quý vị, theo thống kê thì toàn thành phố Hà Nội hiện có 7 trên 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã về đích nông thôn mới. Trong đó tính riêng huyện Ba Vì thì đã có 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, địa phương mới chỉ có 1 xã cán đích nông thôn mới. Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại 6 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số lại hứa hẹn còn nhiều gian nan. Để tốc độ xây dựng nông thôn mới diễn ra nhanh hơn thì hiện huyện Ba Vì đang tập trung phát triển kinh tế nông thôn tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó thì chú trọng vào việc liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, nâng cao thu nhập, ghi nhận của phóng viên thời sự nông thôn tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Anh Tài là một trong 60 thành viên của hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì. Với quy mô chăn nuôi hơn 1.000 con, hội chăn nuôi này được thành lập nhằm giúp người nuôi gà yên tâm sản xuất, giải quyết đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Hơn 3 năm tham gia chuỗi, giá gà của gia đình anh Tài luôn ổn định ở mức 55.000 đến 60.000 đồng một kg. Với mức giá này, anh Tài thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi lứa gà. Cái chuỗi này thì nó có một cái ưu điểm, nó là nó theo một quy trình khép kín, tức là trong các khâu khớp nối lại với nhau. Với ông sản xuất con giống thì ông phải đảm bảo quy trình phòng dịch từ con gà bố mẹ, rồi sản xuất con giống tốt, rồi đến vấn đề thức ăn cũng vậy. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 7 xã vùng dân tộc thiểu số huyện Ba Vì đạt trên 1,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 3,7%. Đây là kết quả của việc tăng cường tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của nông dân trên địa bàn. Hướng là các vùng trọng điểm, xã trọng điểm, xa khu dân cư. Thứ hai là phải ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung vào hướng sản xuất giống. Thứ tư nữa là phải xây dựng cái chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ. Tính đến nay, thành phố Hà Nội đã hình thành được 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm. Trong đó có 56 chuỗi thực phẩm có nguồn gốc động vật và 79 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Trong đó có nhiều chuỗi được thực hiện tại các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực cho nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng nông thôn mới bền vững. Vùng nông thôn của chúng ta cốt lõi là nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông sản thực phẩm. Để mà tạo được thế và lực trong xây dựng nông thôn mới, gắn liền với việc xây dựng một thế hệ nông dân mới có tri thức, làm chủ được từ sản xuất đến tiêu thụ. Để xây dựng được nông thôn mới thành công ở những cái vùng khó khăn, không chỉ là nhu cầu nguồn lực đầu tư của nhà nước về cơ sở hạ tầng, về các nội dung khác, mà quan trọng là bản thân người dân phải vươn lên, gắn kết vào các cái chuỗi giá trị để từ đó có thể tăng thu nhập được một cách bền vững. Như chúng tôi đã phản ánh vào chiều qua, 58 container hồ tiêu Việt Nam trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ đang bị mắc kẹt tại cảng ở Nepal từ 2 tháng nay do hồ tiêu là một trong 5 mặt hàng bị chính phủ nước này cấm nhập khẩu. Và điều đáng nói là những lô hàng này đều đã xuất đi trước thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực. Nhưng đến nay thì vẫn trong tình trạng là xuất đi không được, đưa quay về Việt Nam thì cũng chẳng xong. Tuyệt vọng cùng đường, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải cầu cứu tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giúp tháo gỡ. Có 8 container hồ tiêu trị giá 500.000 đô la Mỹ đã rời cảng Nepal trước ngày 28 tháng 3. Nên doanh nghiệp này không hề lo lắng, bởi thông tin họ nhận được là lệnh cấm nhập khẩu hồ tiêu của Nepal có hiệu lực từ ngày 6 tháng 4 và không áp dụng cho các lô hàng đã xuất trước ngày 29 tháng 3. Tuy nhiên, khi sang đến Nepal, toàn bộ số hàng đã bị từ chối nhập khẩu và thông quan, buộc phải lưu kho bãi suốt 2 tháng nay, tăng thêm gần 35% chi phí lưu kho bãi.
Cái dòng tiền mà mình dùng để kinh doanh đều là đi vay, và từ tháng 3 đến nay là đã 3 tháng hơn rồi, 3-4 tháng rồi, thì cái nợ mà vay ngân hàng thì đã quá hạn, thì cái này thực sự là một cái vấn đề rất là khó khăn cho các doanh nghiệp. Số tiền lưu kho bãi tăng lên từng ngày, hiện đã lên đến cả triệu đô la Mỹ cho 58 container. Trong khi các doanh nghiệp còn lo lắng chất lượng sản phẩm cũng bị xấu đi từng ngày bởi điều kiện bảo quản không đảm bảo. Chúng tôi đã tìm tất cả mọi, cố gắng tất cả mọi cách chúng tôi có thể. Phía nước bạn không hề phản hồi gì một cách chính thức hết. Nước bạn chỉ trả lời là chúng tôi ghi nhận thông tin. Cái hy vọng mà để chính phủ Nepal cho phép những công hàng này nhập vào thị trường của họ thì giờ thực sự là nó là rất là ít. Tất cả các nhà xuất khẩu thì mới nói rằng là nếu như không nhập thì cũng vui lòng cho chúng tôi mang hàng về. Mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp hồ tiêu hiện nay là làm sao họ có thể đẩy nhanh quá trình đưa hàng về Việt Nam với các quy trình, thủ tục rõ ràng. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Bộ Công Thương cũng đang giáo diết hỗ trợ doanh nghiệp, mong muốn có được câu trả lời thỏa đáng từ phía chính phủ Nepal. Các doanh nghiệp thì cũng chỉ đề nghị hai hướng. Hướng thứ nhất là thông quan. Nếu mà thông quan thì tất cả cái nhà nhập khẩu cho phép các cái nhà nhập khẩu Nepal nhận hàng và trả tiền cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và nếu không được thì cho tái xuất lại về Việt Nam. Mặc dù việc kéo hàng về lại Việt Nam có thể phải chịu phát sinh thêm 50% chi phí lô hàng, nhưng doanh nghiệp cho rằng đây là phương án tối ưu nhất lúc này.